bạn đang là một giáo viên, một nhân viên văn phòng hay một công nhân, hoặc là bạn đang làm bất kỳ công việc gì có lương cố định, bạn cũng đang rất là mong muốn gia tăng cái dòng thu nhập của mình lên. Và bạn biết rằng phi thương thì bất phú, và bạn cũng mong muốn mình có một cái công việc kinh doanh, mình làm thêm để tạo ra thu nhập. Nhưng bạn chưa biết kinh doanh cái gì, hoặc là bạn đang kinh doanh nhưng chưa có được cái kết quả như mình mong muốn. Bao nhiêu trong số các anh chị đang gặp vấn đề như vậy, và hôm nay các anh chị gặp được video này của Việt thì xin chúc mừng tất cả các anh chị. Bởi vì cái câu hỏi là kinh doanh gì để thành công trong năm 2024, và buổi trưa hôm nay lúc 12 giờ sẽ được một doanh nhân thành công trong môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng chia sẻ, trả lời cho anh chị cái câu hỏi đó. Và trong cái buổi chia sẻ này, các anh chị có thể biết được là mình cần làm gì, cần làm như thế nào để có thể kinh doanh và thành công trong năm 2024. Hãy inbox ngay cho Nguyệt, hoặc là nhấn vào cái đường link ở dưới cái video này nếu như anh chị mong muốn được trả lời câu hỏi kinh doanh gì để thành công trong năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào 12 giờ trưa nay.